các mẫu xe hybrid, plug-in hybrid và chạy điện hoàn toàn chuyên dụng, áp dụng một diện mạo mới táo bạo. Ra mắt vào năm 2023, Kia Niro thế hệ thứ hai sẽ có nhiều điểm nhấn hơn về mặt tinh thần. Được mô phỏng theo ý tưởng Habanero năm 2019, nhận thấy giống như hạt tiêu nhưng trộn với Niro. Thật thú vị, Niro mới có hình dạng tổng thể tương tự như người tiền nhiệm của nó. Nhưng các chi tiết giữa các tấm cản được tăng cường với các hình thức khối hơn và sắc nét hơn. Đừng chỉ gọi Niro trông thú vị là cho một con lai. Đây là một chiếc crossover cỡ nhỏ thực sự hấp dẫn. Với đèn pha mới góc cạnh, mui xe rộng và điêu khắc chìm chu xung quanh giếng bánh xe và thân dưới. Có những điểm tương đồng rõ ràng với khái niệm Habanero ở bảng điều khiển màu tương phản cắt ra từng bên thân sau mỗi cửa sau. Và Kia cũng khai thác chiếc xe trưng bày cho những điểm nhấn đèn pha LED hình chữ V và đèn hậu dọc đóng khung cửa sau. Cabin của Niro đi ra ngoài tạo ra ít phàn nàn. Với cách bố trí đơn giản và sự thiếu mới mẻ của tính kỳ lạ công nghệ tràn ngập đối thủ cạnh tranh chính của nó, Toyota Prius, Kia dường như vẫn giữ nguyên tư duy cơ bản đó cho Niro 2023. Mặc dù có một vài đường trượt và đường cong mới lạ mắt và những thứ để thêm gia vị cho hình ảnh. Mỗi tấm cửa có một vòng cung dài theo đường chéo chứa các nút điều khiển cửa sổ cũng như các nút điều khiển phụ khác ở phía người lái. Trong khi bảng điều khiển giờ đây tạo thành một vòng cung dài và rộng nhẹ nhàng. Vô lăng hai chấu mới nhô ra bên dưới bảng điều khiển kiểu máy tính bảng với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số được nhúng và màn hình cảm ứng trung tâm lớn. Thật đáng mừng! Một bảng điều khiển nằm ngang bên dưới màn hình trung tâm có một hàng nút điều chỉnh khí hậu vật lý, mặc dù những gì có vẻ là các nút cảm ứng. Các nút thông gió và sưởi ghế vật lý được trang bị vào bảng điều khiển trung tâm cùng với nút khởi động và nút xoay chuyển số để chọn chỗ đỗ, lái, lùi và trung lập. Hiện có sẵn trong các biến thể Hybrid, Plug-in Hybrid và EV, Niro được hứa hẹn sẽ trở lại với cả ba vỏ bọc. Niro Hybrid hiện tại sử dụng động cơ i4 1,6 lít kết hợp với động cơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp để cung cấp tối đa 53 mpg trong thành phố, 48 mpg trên đường cao tốc và 50 mpg kết hợp. Nó cũng bắt đầu ở mức $25,865, làm cho nó có giá cả phải chăng. Niro Hybrid Plug-in mượn thiết bị chạy cơ bản của Hybrid cung cấp 139 mã lực kết hợp giống hệt nhau và bổ sung pin lithium xin 8,9 kWh lớn hơn, có khả năng cung cấp phạm vi lái xe chỉ chạy điện lên đến 26 dặm. Cuối cùng, Niro hoàn toàn chạy điện tự hào, có động cơ điện 201 mã lực như trên các mẫu hybrid. Động cơ này chỉ cung cấp năng lượng cho bánh trước, được cung cấp bởi pin 64 kWh. Nó cung cấp phạm vi khoảng 239 dặm ước tính theo EPA cho mỗi lần sạc. Có khả năng một số bí quyết hybrid mới nhất của Kia. Chẳng hạn như bí quyết sử dụng trong mẫu sedan hạng trung Hybrid K5 trước đây gọi là Optima Hybrid sẽ được đưa vào Niro mới. Dito, một số tiến bộ về EV được tìm thấy trong chiếc SUV điện Kia EV6 mới, mặc dù sự chênh lệch giá dự kiến giữa Niro và đắt hơn. EV6 chỉ dành cho EV có thể loại trừ việc sử dụng pin lớn hơn sau này. Vì vậy, Kia Niro 2023 có thể giống hơn ở những nơi có thể chấp nhận được bên dưới, và hơn thế nữa ở những nơi nó thực sự cần một sự thúc đẩy ở mọi nơi khác. Điều đó không sao cả. Đặc biệt nếu Kia giữ mức giá trong khoảng $25,000 đến $30,000 cho các mẫu xe hybrid và ở đâu đó phía nam của EV6 mới hơn, quyến rũ hơn đối với Niro EV. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!